Thợ săn phù thủy 800 tuổi này đang nhìn thi thể của anh em. Đây cũng là lần thứ 36 anh ta tham dự tang lễ của anh em, nhưng lần này anh ta luôn cảm thấy không đúng, thế là đã làm một cây nến tinh chế thử đặt lên đầu mũi anh em. Quả nhiên anh em đã trúng bùa chú ác độc trong cổ của anh em. Thợ săn phù thủy đã nặn ra được một con rùa phép thuật. Đây là một loại thần chú tà ác thuộc thế kỷ 19. Xem ra anh em vẫn chưa chết, nhưng cũng không thể sống được lâu nữa. Ở đầu ngón tay của anh em có một vết cứa, dường như là anh em đã để lại đầu mối cho anh ta. Thế là thợ săn phù thủy đi tới nơi ở của anh em. Ở đó nhìn có vẻ tất cả đều như thường, không có dấu vết phép thuật, nhưng khi thợ săn phù thủy giải một chút bụi đá xuống, bùa chú dưới đất đã xuất hiện, dường như phong ấn đã được giải trừ, cả căn phòng bắt đầu biến đổi. Nằm sấp xuống. Hóa ra căn phòng đã bị ếm một phép thuật bí mật, đây mới là trạng thái thật sự của căn phòng. Tối qua, trong trận đại chiến này, anh em thậm chí đã bị trói lên sofa giày vò. Lật sổ tay của anh em ra, bên trong là một câu nói đã được đánh dấu bằng vết máu trên tay: hãy nhớ lấy cái chết của bạn. Bảo thợ săn phù thủy nhớ lại cái chết của 800 năm trước. Thợ săn phù thủy trầm tư, 800 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy chiếc bút máy đắt đỏ bị mất trên bàn, thợ săn phù thủy quyết định bắt đầu điều tra từ nó. Đầu mối chỉ tới một tiệm bánh ngọt nổi tiếng, bên trong người tấp nập, nhưng thật ra mùi vị những bánh ngọt này không ngon. Nguyên nhân bán chạy là vì chủ tiệm đã cho ấu trùng vào bên trong. Chủ tiệm này là một nhà côn trùng học vĩ đại đã sống hơn 100 năm. Sở trường chính là tẩy não nhân loại. Chủ tiệm bảo người thợ săn phù thủy muốn tìm sống ở trong một nhà tang lễ ở dưới cây hải đường. Mở cửa nhà tang lễ ra, bên trong là một đồ chơi quái dị. Thợ săn phù thủy cẩn thận tiến lên phía trước, một phù thủy xông ra từ bên cạnh, trượng phép thuật liền đâm xuyên qua tay của thợ săn phù thủy. Thợ săn phù thủy đá văng phù thủy ra, rút trượng phép thuật ra, tay nhanh chóng lành lại. Hóa ra trên người thợ săn phù thủy có lời nguyền trường sinh bất lão. Anh ta đưa phù thủy về giáo đường thẩm phán. Phù thủy giáo hội dùng tarot để thẩm phán, đưa ra xét xử giam cầm phù thủy cả đời. Sau khi chìa khóa được đưa vào, một con thú lớn đứng dậy, nó giơ tay ra bắt nam phù thủy đi. Nam phù thủy đáng thương này sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy trời xanh nữa. Nhưng cho dù như vậy, anh em của thợ săn phù thủy vẫn không thể tỉnh lại được, xem ra vẫn chưa tìm thấy phù thủy đã thực sự nguyền rủa. Sau khi đến phòng lưu trữ tra tư liệu, thợ săn phù thủy quyết định đi tìm nữ phù thủy Chloe để đánh thức ký ức 800 năm trước của mình. Truyền thuyết nói các phù thủy sinh sống ngay xung quanh chúng ta, bọn họ dùng tiệm hoa, tiệm bánh nướng và quán bar để che giấu, sinh sống một cách yên bình vô sự với con người. Nhưng có một nhóm phù thủy khác với những người khác, bọn họ tu luyện phép thuật hắc ám, muốn lấy đó để khôi phục lại thế giới lấy phép thuật làm chủ đạo. Đây cũng khiến cho nghề trừ ma này được sinh ra. Đây là lần đầu tiên thợ săn phù thủy đến quán bar trong 800 năm nay, anh ta có chút ngại ngùng, đến cả gọi rượu như thế nào cũng không biết. Tiến lên liền hỏi thẳng giá cả thế nào vậy, quyết định vào việc anh mua gì. Một ký ức nữ phù thủy vừa nghe thấy, người này là kẻ liều lĩnh vậy sao? Thế là mau chóng ra giá $500 chơi luôn, nghĩ lại, hình như đã lấy giá thấp rồi. Thế là nữ phù thủy mau chóng thay đổi lời nói: ý của tôi thực ra là $5,000, không thành vấn đề, $50,000, có thể bắt đầu được chưa? Nữ phù thủy trộn xong thuốc ký ức, tiêm vào trong một quả cherry, đưa cho thợ săn phù thủy. Thợ săn phù thủy liền nuốt xuống. Lập tức quay lại thế giới 800 năm trước, anh ta đứng trong bão tuyết, đang trên đường đi giết vua phù thủy. Anh ta lúc đó vẫn chưa có cơ thể bất tử, chỉ là một người bình thường mặc áo giáp trên người, nhưng lại giết lầm cơ thể của vua phù thủy. Trước khi vua phù thủy chết, đã ếm lời nguyền trường sinh bất lão cho anh ta, khiến anh ta bất tử cả đời. Đây chính là lý do thợ săn phù thủy bất tử. Nhưng điều nằm ngoài ký ức của anh ta là sau lần chém giết này, anh ta đã bị thiêu thành than đen, sống dở chết dở, còn toàn bộ tính mạng của anh ta đều phụ thuộc vào trái tim đang đập đó của vua phù thủy. Anh em của anh ta vì muốn bảo toàn cho tính mạng của anh ta, đã giấu trái tim này đi, cũng đã chôn xuống nguy cơ vua phù thủy sẽ hồi sinh. Sau khi biết được chân tướng, trên mặt thợ săn phù thủy vô cùng phức tạp. Anh ta không ngờ là trong lúc anh ta nhớ lại, một nam phù thủy khác cũng xâm nhập vào trong ký ức của anh ta. Anh ta đánh thức thợ săn phù thủy từ trong giấc mộng, còng tay xuống dưới đất. Thợ săn phù thủy đau khổ lăn lộn dưới đất. Anh ta rút ống kim tiêm ra, thử vùng ra khỏi còng tay, bám lên cây cột. Anh ta ra sức, lại ra sức, vậy mà lại bẻ gãy tay của mình. Anh ta đứng dậy, chỉ vài phát đã đánh ngã nam phù thủy xuống dưới đất. Trong quá trình đánh đấu, anh ta phát hiện người đã ếm bùa chú vào anh em của mình chính là nam phù thủy này. Thế là anh ta lại ra tay mạnh bạo hơn, lại vì quá phẫn nộ, đã để lộ ra kẽ hở, bị nam phù thủy ếm bùa, liền ngã gục xuống đất. Nam phù thủy nhân cơ hội phóng hỏa, trong miệng thì niệm chú, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, thợ săn phù thủy đã tỉnh lại. Anh ta túm lấy râu của nam phù thủy, ra sức giật một nắm lông tóc của nam phù thủy đó từ dưới đất. Có đám lông tóc này thì sẽ dễ tìm người hơn. Nhưng trận đại chiến này đã thiêu hủy quán bar của nữ phù thủy Chloe. Nữ phù thủy vô cùng tức giận, chỉ là không nhẫn tâm bỏ lại thợ săn phù thủy, đành phải đưa anh ta về nhà. Trong trận chiến của loài người và phù thủy này, rất nhiều phù thủy vô tội cũng bị liên lụy vào bên trong. Bạn của nữ phù thủy cũng đã chết. Những phù thủy hắc ám này vì cái gọi là thế giới lý tưởng ấy đã không thương tiếc mà giết chết đồng loại. Điều này khiến nữ phù thủy đã có suy nghĩ muốn phản lại loài người. Nữ phù thủy chuẩn bị liên minh với thợ săn phù thủy, nhưng trước khi liên minh, bọn họ bắt buộc phải tới một nơi để mua tài liệu phép thuật. Nơi đó có rất nhiều nữ phù thủy cổ xưa, thích nhất là tạo các show lớn hào hoa và đẹp đẽ. Ở hậu đài của show, những siêu mẫu đang chăm chút cho lớp trang điểm của mình. Dưới lớp phấn nền dày cộm của bọn họ là lớp da giả nua. Những siêu mẫu này đều là nữ phù thủy,
còn người phụ nữ nằm trên sofa này là nữ vương của các buổi show. Thợ săn phù thủy tới đây, anh ta muốn trao đổi một vật phẩm, dùng thể cân bằng sức mạnh của các phù thủy khác, nhưng không ngờ lại bị người phụ nữ thôi miên. Anh ta nhìn thấy người vợ đã chết hơn 800 năm, không kìm nén được, thợ săn phù thủy chìm đắm vào trong đó. Hai tên vạm vỡ dìu anh ta, chuẩn bị bước ra cửa, không ngờ lại bị thợ săn phù thủy đạp ngã xuống đất. Thợ săn phù thủy kịp thời tỉnh lại, ký ức nữ phù thủy làm thức tỉnh, đã khiến anh ta hoàn toàn phẫn nộ. Anh ta giật dây chuyền của nữ phù thủy xuống, lấy ra xương xá lợi bên trong, không màng tới lời cầu xin khổ sở của nữ phù thủy, đạp nát. Bà ta nhặt những tro bụi dưới đất lên và đắp lên mặt như thể đã phát điên, nhưng vẫn không thể giữ lại khuôn mặt đang rơi rụng xuống. Tìm thấy đầu mối hồi sinh của vua phù thủy, thợ săn phù thủy mau chóng quay về nhà. Nhìn cơ thể của anh em, anh ta thắp một nén hương, những cây hương này có thể níu được hồn phách của anh em lại, nhưng thời gian còn lại đã không nhiều. Cầm trang bị vũ khí lên, thợ săn phù thủy ra ngoài chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Anh ta đã chán ghét sự bất tử này, chuẩn bị cùng chết với vua phù thủy trong lần này. Đến cây cổ thụ mà đầu mối chỉ tới, anh ta chém chết nam phù thủy đã ếm mùa vào anh em mình chỉ với một nhát dao, không ngờ lại bị vua phù thủy nắm lấy trái tim. Vua phù thủy hấp thu sức mạnh bất tử của thợ săn phù thủy, sau đó trốn xuống dưới đất lết cơ thể trọng thương về nhà. Thợ săn phù thủy nhìn thấy anh em cuối cùng cũng đã mở mắt, biết được lời nguyền của anh em đã được giải trừ. Thợ săn phù thủy nghĩ, trận tử chiến cuối cùng có chết cũng không nghĩa lý gì, vua phù thủy đã trở lại. Cây đại thụ bệnh dịch đã chiếm hết cả giáo đường. Thợ săn phù thủy đưa nữ phù thủy Chloe lẻn vào, sau đó mở ra một mật đạo. Trong mật đạo là một kết giới màu xanh, đã liên kết tất cả những sức mạnh tà ác mà thợ săn phù thủy đã bắt được trong 800 năm nay. Mượn phép thuật của nữ phù thủy Chloe, thợ săn phù thủy bước vào bên trong kết giới. Đó là thế giới tương lai mà vua phù thủy cho anh ta thấy. Thiên nhiên đã phủ khắp thành phố, các phù thủy đều đứng ở đầu đường cất tiếng hát, triệu hồi một phép thuật hủy diệt trời đất. Lúc bọn họ triệu hồi, côn trùng bệnh dịch bay ra như ong vỡ tổ từ trong giáo đường, bao trùm cả thế giới. Người già vừa tỉnh lại nhìn thấy, trong mắt chỉ toàn sự lo âu. Ông ta biết anh em của mình lại gặp phải một trận ác chiến rồi. Quả nhiên, trong giáo đường, thợ săn phù thủy đã bị đánh gục xuống đất. Sau khi sức mạnh bất tử bị hút đi, anh ta chỉ có một cơ thể máu thịt. Dùng sức mạnh cuối cùng của mình, thợ săn phù thủy đã sử dụng hòn đá khí hậu. Cuồng phong lập tức ập tới. Trong cơn cuồng phong, anh ta vứt ra một thanh kiếm, trúng tim vua phù thủy. Anh ta biết vua phù thủy đã chết, mình cũng phải chết, nhưng không sao, dù sao thì cuộc đời này của anh ta quả thực là đã sống quá lâu rồi. Cùng lúc vua phù thủy ngã xuống đất, côn trùng bệnh dịch cũng ồ ạt rơi xuống. Anh em đứng trước cửa sổ nhìn, biết lần này lại là loài người thắng, bệnh dịch lại bị chặn ở phía ngoài. Cuối phim, thợ săn phù thủy và anh em ngồi ở cửa giáo đường, cuối cùng anh ta đã giữ lại trái tim của vua phù thủy, bởi vì khoảnh khắc cuối cùng lúc bước vào cái chết hắc ám, anh ta nhìn thấy vẫn còn rất nhiều thứ đáng sợ đang nhìn chằm chằm như hổ đói và chờ đợi. Bọn họ đang chờ đợi thế giới không còn thợ săn phù thủy nữa.